Rồi, ok, xin chào các bác. Thì cái vấn đề tróc sơn trên hiệu tại Samsung ấy, đặc biệt là cái dòng S22 series năm nay, thì là em thấy anh em trên nhóm Samsung có nói rất là nhiều và nhiều anh em bị, và làm cho các bác nào mà đang có định mua mấy cái con Samsung S22 năm nay ấy, thì là cũng rất là lăn tăn. Và em cũng đang dùng cái con Samsung S22 cộng đây, thì bản thân em cũng bị tróc sơn như các bác. Cái hiện tượng tróc sơn là đúng là có thật. Đây này, các bác có thể nhìn thấy này. Nói chung là cái điện thoại của em hiện đang còn mới, dẫn đến là các bác cũng 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 khó nhận ra, tại vì nó mới chỉ tróc nhẹ nhẹ thôi. Đây, đây này các bác, đây, chỗ này một vết này, đây chỗ này này, đây chỗ này một vết này, đấy, thì đây nữa, đây một vết nữa này, đấy, nhỏ nhỏ thôi, tại vì điện thoại em cũng mới dùng mà, chắc mới được tầm 2 tuần, hơn 2 tuần thôi, mà nó đã bị tróc rồi nhá. Thì cái nguyên nhân tróc này, em cũng không thể dám chắc nó là ở đâu, nhưng mà đối với con của em biết chắc là nó ở đâu, tại vì cái tróc sơn này đó là do việc mà em dùng cái ốp này, em dùng một hai ốp luôn đấy, không phải hai ốp này đâu, dùng một số nữa mà em không mang theo. Thì thường thường khi mà em dùng cái ốp này, em ốp vào như này này, ốp vào như này nha, đúng không các bác? Thì ai ốp như này thế thôi. Thì bình thường ấy, nếu như mà các bác sử dụng một cách bình thường, mà các bác đa số là làm ở văn phòng hay là làm ở nhà hay là làm cái gì đó mà không không bị bụi bặm mấy ấy, thì gần như là không bị nhé, gần như là không bị. Tuy nhiên ấy, với những cái bác nào mà đi làm công trường thường xuyên phải chịu chịu bụi gió rồi nhiều khi là cát nữa, thì đấy là nó bị chui vào trong kẽ này này các bác. Đây này, những cái kẽ của ốp này nó không không kín cho các bác, nó chỉ đây này, đấy, nó rất là dễ dễ lọt lọt những cái bụi vào ấy, lọt đặc biệt là cát ấy, nó sẽ lọt lọt trong này đấy, nó lọt vào trong này. Thì trong quá trình nó nằm ở trong này rồi, các bác đút túi quần rồi hoặc là di chuyển cái con máy ấy, thì nó vô tình nó làm cái ma sát ấy, nó làm cái ốp này nó cạ với cái bụi đấy và nó làm xước hoặc là bong cái sơn ở, ở khung viền đấy nhá. Đấy, thì sau khi mà em bị bong mấy đường mấy lốt như thế thì em đã không dùng ốp luôn các bạn, em không dùng ốp luôn, thì bỏ cái ốp ra. Thì được cái là cầm máy nó rất là sướng, mỗi tội là nó hơi trơn các bạn, cái khung viền này nó làm bóng mà nó hơi trơn. Nếu như mà khung viền này nó làm cùng với cái chất liệu như kiểu cái khung viền của camera này thì là quá ngon luôn các bạn, tại vì cái khung viền của camera này cũng bằng thép mà, thép hay nhôm gì đấy, nhưng mà nói chung là nó bằng kim loại. Thì em thấy là cái khung viền này nó không bị sao cả, nó không bị tróc sơn gì cả, cả mặt lưng kính này thì cũng không bị tróc sơn đấy. Thì cái vấn đề mà tróc sơn ở trên cái dòng S2 series năm nay là có nha các bác, có hoàn toàn đấy, và nó phụ thuộc vào rất nhiều cái cách dùng của các bác nhé. Nếu mà để tự nhiên ấy, thì nó cũng không làm sao đâu, nhưng mà nếu như các bác nào mà dùng ốp ấy, dùng ốp và không để ý nó cát bụi nó chui vào ấy, thì chắc chắn là sẽ bị xước hoặc là bị tróc sơn nhé. Và đây này, sau quá trình mà em dùng tầm khoảng gần 3 tuần này rồi thì em không dùng ốp nữa, em không dùng ốp nữa, thì em hay đút túi quần thẳng cái cạnh này xuống, thẳng cái chiều này, thẳng cái chiều này vào túi quần đấy. Thì các bác nhìn thấy đây này, cái phần viền ở chỗ này này, cái phần viền ở góc này này đấy, nó hơi bạc màu đi rồi nha các bác. Có thể là soi ở ánh điện thì nó hơi bị lóa ấy, nhưng mà nó hơi đã hơi hơi bị bạc màu đi rồi. Đây phải nói nó kiểu gì cho nó dễ nhìn nhỉ, nó đang tại vì ánh điện nó hơi hơi loa đây này, đấy kiểu này này nó hơi sáng, có nghĩa là các bác hiểu đơn giản như này này, nó bị mài vào cái vải ở trong túi quần ấy, mà nhiều lần thì cứ đút qua đút lại nhiều ấy, thì nó đã bị hơi hơi sáng lên rồi, nó không còn hẳn là màu xanh nữa mà nó hơi bạc bạc màu đi rồi đấy, ở tất cả các góc nhé, góc này đặc biệt là góc này và góc này đấy, nó đã hơi bị sáng sáng ở chỗ này, nhìn rõ này, đây này đấy, để quay nó không được nét lắm. Nói chung là cái này thì mắt thường nhìn rõ lắm, còn camera thì có thể là các bác nhìn không rõ mấy. Tuy nhiên đấy, thì là em thì nghĩ là cái dòng S năm nay thì nó cũng hơi hơi bị kém cái khoản này, cái khoản tróc sơn ấy thì nó hơi bị đuối. Nói chung là anh em nào mà mua cái dòng S2 năm nay thì cái vấn đề tróc sơn là có nhé, và nó phụ thuộc vào rất nhiều cái việc và sử dụng của các bác, cho nên là anh em nào mà không tính kiểu là hay đi công trường hay phải bụi bặm ấy, thì các bác hết sức chú ý nhé. Và em nghĩ là nếu như mà lúc đấy là các bác mà vẫn dùng ốp để đi mang đi công trường ấy, thì là em nghĩ là không nên, tại vì nó sẽ nhét cái cát vào trong này và làm xước hoặc là tróc sơn máy của các bác
Đấy, chứ còn từ hồi Mỹ xưa cái đã biết ngay là nguyên nhân là do cát, mà do cát bụi ở trong này nó lọt trong này. Các bác cứ nghĩ là có nhiều anh em ấy thì cứ nghĩ là tôi bảo vệ cái điện thoại của mình rất là tốt rồi, ngày nào lúc nào tôi cũng dùng ốp, thì các bác nghĩ như thế nó là an toàn, nhưng thực ra là không an toàn đâu nha các bác. Chính cái ốp đấy là nguyên nhân làm xước cái khung viền hoặc là làm tróc sơn đấy, chứ không phải là tự nhiên nó tróc ở đâu. Đương nhiên là tự nhiên nó tróc là trong cũng không thể tự nhiên mà nó tự nó tróc được, cũng phải do quá trình bị mài mòn, bị ma sát gì đấy, như kiểu cái cạnh viền này này nó bị ma sát mài mòn với cái túi quần, dẫn đến là nó bị bạc màu đi đấy. Và em nghĩ là sau này càng ngày càng nhiều ấy, nó sẽ bạc gần như hết cái góc này đấy, và đấy thì chắc chắn là xấu rồi. Thì lúc đấy thì các bác, một là các bác đi dán skin hoặc là dán da cho cái khung viền này cũng được, không sao cả đấy. Thì cái lỗi này thì em nghĩ là cũng là một lỗi nhỏ thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà thẩm mỹ của máy và cái giá trị người dùng ấy. Cho nên là em nghĩ là cái lỗi này không nên xảy ra. Nếu như mà Samsung mà biết ấy, thì có thể làm cái khung viền này nó bằng bằng cái chất liệu này chẳng hạn, chất liệu của cái camera này nó rất là đỡ trơn ấy, nó giữ không trơn mấy, chứ không trơn như kiểu làm bóng như này. Đấy thì ok nhá. Các bác mà mua cái dòng S22 thì chú ý nhá.